Xin chào cô chú anh chị em đã quay lại kênh của con hôm nay. Thì hôm nay con có một cái món ăn rất là thơm ngon và giàu dinh dưỡng, giàu vitamin D, bổ sung canxi cho cơ thể ha. Đó là một món ăn dưa gang xào hải sản. Để nấu cái món ăn dưa gang xào hải sản hôm nay thì con xin mời cô chú anh chị em hãy cùng con vào bếp để thực hiện các cái món ăn này nhé. Món ăn này cực kỳ là thơm ngon và dân dã ở vùng quê của con. Con xin mời cô chú anh chị em hãy cùng con thực hiện món ăn này. Để nấu cái món ăn dưa gang xào hải sản hôm nay thì nguyên liệu không thể thiếu đó là một trái dưa gang. Thì ở đây con có một trái dưa gang này mới hái vào được 1 kg đúng. Và một củ cà gót, 3 cọng hành lá. Tiếp theo là tôm, con sử dụng là tôm sú, 6 con tôm sú này khi chưa bóc vỏ nó là 200 g. Tiếp theo là mực. Đây là nửa ký mực, sau khi làm sạch con căng được nửa ký mực ha. Và 170 g tôm thịt, 3 củ hành tím, vài tép tỏi, dầu ăn. Và đây là hạt niêm, cà no, hương vị nấm, hương và dầu hào mới ghi để xào món ăn này. Tiếp theo thì con sẽ đi gọt cà gót. Cà gót này con dùng cây dao bào, con bào cho nó sạch cái vỏ. Và quả dưa gang này cũng vậy ha. Con bào cho sạch vỏ quả dưa gang luôn. Đây, phía bên trong cái trái dưa gang là nó cũng sắp già rồi. Con cắt bỏ cái phần hạt của này. Sau đó con đi rửa lại cho nó thật là sạch. Con sắc miếng dưa rang này ra, con sẽ xéo xuống ha. Mình sắc thành những cái miếng xéo xéo vừa ăn thôi, không quá mỏng cũng không quá dày, tại dưa rang bản chất nó là nó mềm mềm, nó giòn giòn. Cà gót này con tiện bông để cho nó đẹp nha. Tôm sú này thì con gọt nó ra ha. Con tách nó ra như thế này.
Củ hành tím ha. Củ hành tím này con cắt phanh ra ha. Rồi tỏi thì mình có thể băm và sắc lát. Con để ít dầu vào đây. Con để vào đây vài lát tỏi. Để cho tỏi nó vàng thì con sẽ để mực vào trong một cái tô này nha. Muốn xào mực cho nó giòn, ăn cho nó giòn ấy, thì con phải để vào đây một ít dầu ăn nữa. Cùng trộn đều lên. Chỉ cần để vào ăn vào trong mực thôi. Thì khi mà mình xào mình nóng lên á, hoặc là mình làm lẩu gì đó thì mình ăn con mực nó rất là giòn. Điều đặc biệt của mực là như vậy ha. Còn khi mà mình nấu, mà mình trước khi mình nấu chế biến mà mình không có để qua dầu ăn thì mình ăn mà có nó không có độ giòn. Tiếp theo khi tỏi nó đã vàng rồi thì mình sẽ để mực vào ha. Theo mình để tôm vào luôn. Thì mình sẽ để hạt lim dai vào ha. Đây là hạt lim chay và non dị nấm hương, mình để vào đây 2 muỗng. Mình xào cho nó chín rồi. Sau khi con xào dưa đen và củ cải này lên, làm có khoảng 2 phút ha. Còn một muỗng muỗng chị hương, một muỗng dầu hào. Cái con không có để hạt nêm. Thôi bấm không con? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ con sẽ lấy mực ha. Con múc mực và tôm con để qua. Tại vì trong cái mực và tôm bên đây thì nó có rất là nhiều nước nè. Mà nước nhiều quá thì nước á thì để qua đây làm cho rau củ nó sẽ không có được giòn, nên là con để riêng. Đây đang đâu không? Cái này thì con để hành vào ha, con để cái hành tỏi vào luôn, thì của hành tím con cũng để vào. Mẹ. Rất là thơm. Con đã lim lại gia vị nó đã vừa ăn rồi. Không cần để thêm gì khác nha, thì còn để cái lá hành vào. Cái lá hành nó rất là nhân chín. Sau con sẽ cắt tiếp.
Thế thì con sẽ múc ra trên một cái đĩa. Con chỉ múc phần cái phần rau củ và mực của mình thôi. Nó rất là nóng rồi. Wow, cái đĩa thức ăn của mình hôm nay nó rất là ngon nha.